Thưa quý vị, cách đây tròn 84 năm, vùng mỏ Quảng Ninh, cái nôi của phong trào cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, với khẩu hiệu kỷ luật và đồng tâm, đã giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ vào ngày 12 tháng 11 năm 1936, và trở thành một trong những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất của phong trào cách mạng Việt Nam nói chung và của giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng trong thời kỳ đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, giai đoạn từ năm 1936 đến năm 1939. Thực dân Pháp quản lý và khai thác than từ năm 1988. Chủ mỏ thực dân Pháp sử dụng tổng hợp các phương thức bóc lột kiểu tư bản, phong kiến và chủ nô với những thủ đoạn cưỡng bức kinh tế và siêu kinh tế hết sức tàn nhẫn nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa trên cơ sở bần cùng hóa và vắt kiệt sức lao động của những người thợ mỏ. Chính vì vậy mà ngay từ khi thực dân Pháp đặt ách thống trị và tiến hành khai thác bóc lột ở khu mỏ thì phong trào đấu tranh của công nhân mỏ đã bùng lên và ngày càng quyết liệt, nhất là từ khi có Đảng lãnh đạo. Tháng 11 năm 1936, cuộc tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ cẩm phả đã lan ra toàn khu mỏ, buộc chủ mỏ và thực dân Pháp phải nhượng bộ, chấp nhận yêu sách đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống đánh đập. Thắng lợi này đã để lại cho tổ chức Đảng và phong trào đội ngũ công nhân vùng mỏ bài học to lớn, có ý nghĩa lịch sử về tập hợp lực lượng, tính kỷ luật trong đấu tranh, về sự đùm bọc, tương thân tương ái của những người thợ mỏ và nhân dân vùng mỏ được kết tinh trong khẩu hiệu kỷ luật, đồng tâm, chúng ta nhất định thắng. Suốt hành trình 84 năm xây dựng và phát triển, ngành than đã trải qua nhiều dấu mốc lịch sử đáng nhớ. Thực hiện chủ trương đổi mới nền kinh tế do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, năm 1994, khi Tổng Công ty Than Việt Nam ra đời, tiếp đến là Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam như hiện nay, với khẩu hiệu kỷ luật và đồng tâm, chúng ta nhất định thắng lợi, của hơn 3 vạn thợ mỏ cẩm phả dâng lên trong đêm ngày 12 tháng 11 năm 1936, mãi mãi đi vào lịch sử và trở thành ngày miền mỏ bất khuất suốt nhiều chục năm, thực sự là tài sản vô giá đối với các thế hệ thợ mỏ hôm nay và mai sau. Được hun đúc bởi một cái truyền thống rất là hào hùng vẻ vang, 170 năm phát triển của ngành than, được khích lệ động viên bởi sự quan tâm thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Chính phủ, Mặt trận và đồng bào dân tộc, các địa phương nơi tập đoàn đóng quân và phát triển sản xuất kinh doanh. Tập đoàn đã, đang và sẽ vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách với cái truyền thống kỷ luật và đồng tâm để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó. Năm 1982, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ, quyết định lấy ngày 12 tháng 11 là ngày truyền thống ngành than. Khẩu hiệu kỷ luật và đồng tâm từ năm 1936 đã trở thành tài sản vô giá theo bước chân thợ mỏ đến ngày hôm nay và mãi mãi về sau. Tinh thần ấy, giá trị ấy có sức lan tỏa mạnh mẽ cả về không gian và thời gian. Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than không còn bó hẹp ở không gian của tỉnh Quảng Ninh nữa mà đã lan tỏa, in đậm dấu ấn với nhân dân, đội ngũ công nhân viên chức, lao động, tổ chức công đoàn nhiều tỉnh thành trong cả nước.